Chào các bạn đến với kênh Đạo Tin Lành để lắng nghe sứ điệp của Chúa qua các bài giảng của các mục sư, các bài thánh tha, các bài làm chứng nói về Chúa yêu nhân loại. Xin thân ái kính chào Hội Thánh. Kính chúc Hội Thánh một ngày mới, một tuần lễ mới đầy tràn ơn phước của Chúa đến trên gia đình anh chị em, đến trên cá nhân cuộc đời anh chị em. Nguyện xin Chúa sức dầu cho chúng ta trong thời gian chúng ta cùng học hỏi lời Chúa với nhau trong buổi sáng ngày hôm nay. Kính thưa Hội Thánh, đức tin là một đặc tính hết sức quý báu của Cơ Đốc nhân. Hay nói một cách khác, đức tin là một vũ khí vô cùng quan trọng làm cho Cơ Đốc nhân luôn luôn chiến thắng tất cả những cái trở ngại trong cuộc sống. Bởi đức tin mà chúng ta chiến thắng bão tố của cuộc đời. Bởi đức tin mà chúng ta chiến thắng được những nghịch cảnh trong cuộc đời của chúng ta. Bởi đức tin vào Chúa mà chúng ta chiến thắng được bệnh tật, chiến thắng được sự nghèo đói, chiến thắng được ma quỷ, và chúng ta sống một đời sống thành công. Chúng ta sống một đời sống luôn luôn là một đời sống ở trên cao, chứ không phải là đời sống ở dưới thấp. Đức tin rất quan trọng trên cuộc đời của mỗi chúng ta. Ở trong con mắt của Đức Chúa Trời thì Đức Chúa Trời rất tôn trọng người có đức tin. Đức Chúa Trời yêu mến những người có đức tin. Đức Chúa Trời luôn luôn đặt những người có đức tin ở vị trí trên cao, chứ không phải ở dưới thấp. Những người có đức tin lớn là những người mà Đức Chúa Trời sẽ dùng để làm những việc lớn lao cho Đức Chúa Trời. Bởi đức tin mà Đức Chúa Trời đặt chúng ta vào những vị trí quan trọng trong xã hội này. Ở trong thời Cựu Ước, những tôi tớ Chúa là những người anh hùng của đức tin, là những người có đức tin, thì Đức Chúa Trời đặt họ làm những người giải cứu dân tộc Israel ra khỏi mọi cái ách nô lệ, ra khỏi mọi quyền lực của sự tối tăm và cái sự thống trị của các dân tộc ngoại bang. Ở trong thời Cựu Ước, Đức Chúa Trời đã dùng Abraham để trở nên anh hùng của đức tin, là tổ phụ của đức tin, và chúng ta là con cháu của Abraham. Ở trong thời Cựu Ước, Đức Chúa Trời đã dùng Môi-se, Đức Chúa Trời dùng Giô-se, dùng các đầy tớ Chúa để giải phóng dân tộc Israel ra khỏi cánh tay quyền lực của các thần ngoại bang và các dân tộc ngoại bang. Và hôm nay ở trong thời Tân Ước, Chúa Giê-xu Ngài kêu gọi những con người có đức tin để đến gần Ngài. Và những người có đức tin Chúa dùng để làm những việc lớn lao cho công việc của nhà Chúa. Những người có đức tin là những người sẽ đem quyền năng, đem ân tứ của Chúa đến để giải phóng những con người đang ở trong sự phu tù, giải phóng những con người đang bị ma quỷ cầm tù, giải phóng những con người đang ở trong bệnh tật, giải phóng những con người đang ở trong sự nghèo đói, ở trong tội lỗi, ở trong sự chết. Bởi đức tin mà chúng ta đón nhận được ơn cứu rỗi của Thiên Chúa. Với ma quỷ thì ma quỷ rất sợ những Cơ Đốc nhân có đức tin. Hay nói một cách khác, ma quỷ không sợ Cơ Đốc nhân, nhưng mà ma quỷ sợ đức tin của Cơ Đốc nhân. Vì vậy, đức tin là một đặc tính, là một vũ khí hết sức quan trọng của Cơ Đốc nhân. Ma quỷ rất sợ những Cơ Đốc nhân có đức tin. Vì vậy cho nên cái thế lực tối tăm ở trong đời này, nó luôn luôn tìm cách để nó đánh hạ đức tin của Cơ Đốc nhân. Nó luôn luôn tìm cách để nó làm cho Cơ Đốc nhân không còn sự tin cậy nơi Chúa, không đặt lòng tin cậy nơi Chúa. Bởi vì nó biết rằng những Cơ Đốc nhân có đức tin là những con người sẽ làm cho nó bị thất bại. Những Cơ Đốc nhân có đức tin là những Cơ Đốc nhân mà Đức Chúa Trời dùng để Ngài dùng những Cơ Đốc nhân ấy làm những việc lớn lao cho Đức Chúa Trời. Vậy vì vậy cho nên là ma quỷ nó dùng rất nhiều mưu trước, thế lực tối tăm dùng rất nhiều những cái mưu trước để làm hạ đức tin của Cơ Đốc nhân. Và trong buổi sáng ngày hôm nay, tôi tâm tình với Hội Thánh có ba kẻ thù của đức tin. Ba kẻ thù này luôn luôn đeo đuổi cuộc đời của chúng ta để đánh hạ đức tin của chúng ta. Kẻ thù thứ nhất đó là sự tự tin. Khi mà nói đến tự tin là kẻ thù của đức tin,
thì trong chúng ta sẽ có người rất là ngạc nhiên, tại sao tự tin lại là kẻ thù của đức tin? Ở trong Kinh Thánh không có chỗ nào mà Chúa dạy dân sự của Ngài là hãy tự tin lên, hãy tin vào khả năng của mình, hãy tự tin vào sức lực của ngươi, ngươi sẽ thành công. Không có chỗ nào trong Kinh Thánh từ Cựu Ước cho đến Tân Ước Đức Chúa Trời dạy cho dân sự rằng hãy tự tin vào khả năng của mình. Vì vậy cho nên là nếu chúng ta sống một đời sống tự tin, có nghĩa là chúng ta tin vào khả năng, tin vào trình độ, tin vào điều kiện, hoàn cảnh của mình có thể làm được những điều này, có thể làm được những điều kia, có thể dùng sức lực của mình, tài trí của mình để có thể thành công, có thể chiến thắng được nghịch cảnh, có thể chiến thắng được bão tố. Khi mà một người sống ở trong sự tự tin như thế thì đồng nghĩa với việc người đó loại Đức Chúa Trời ra khỏi cuộc đời của mình, người đó loại Đức Chúa Trời ra khỏi những cái nghịch cảnh của cuộc đời, và người ấy tự dùng năng lực của mình để xoay sở, để có thể chiến thắng được thế giới này. Và tự tin như thế có nghĩa là sự kiêu ngạo. Tôi sẽ có một sự minh họa về vấn đề này để chúng ta rõ hơn nữa. Nếu bây giờ có 10 người đang có mặt ở đây, trong số 10 người này là những con người không hiểu biết về âm nhạc, đấy là những con người không biết gì về âm nhạc cả, nhưng mà có một người trong số 10 người này rất là giỏi về đàn guitar, giỏi về âm nhạc. Thì như vậy nếu mà xét về khía cạnh của âm nhạc thì người này có thể nói rằng hơn 10 người kia còn lại, và người này có thể tự tin với khả năng âm nhạc của mình. Nhưng bây giờ nếu như 10 người đang ngồi đó không phải là những con người không biết về âm nhạc nữa, mà 10 người này là 10 người siêu sao âm nhạc, là những siêu sao âm nhạc thế giới đang ngồi đó, thì tôi tin rằng cái sự tự tin của cái người biết chơi âm nhạc đó nó sẽ biến mất. Ví dụ tương tự như vậy, có một ví dụ khác. Nếu như trong 10 người ngồi đây, trong 10 người này không ai biết về võ thuật cả, nhưng mà có một người đã học võ thuật và người này đã đạt tới đai đen, thì nếu mà nói về võ thuật, người này sẽ có một cái sự tự tin so với 10 người còn lại. Và cái vẻ tự tin ấy nó ở trên cái người này. Nhưng bây giờ đặt thành vấn đề, nếu như 10 người đang ngồi đó không phải là 10 người không biết võ thuật, mà 10 người này là 10 người bậc thầy của võ thuật, những người này là những người mang đai, là huyền đai thất đẳng, thì tôi tin rằng cái vẻ tự tin của cái người học võ đai đen đó sẽ không còn nữa. Tương tự như vậy, với một người bạn trẻ có năng lực hoặc là có sự tài năng, có sự đẹp đẽ duyên dáng, nếu một bạn trẻ đó ở với một đám đông mà đám đông này toàn là những con người chân chất, là những người dân quê, là những người không có sự đẹp đẽ bằng cái bạn trẻ đó, thì chắc chắn rằng vẻ tự tin sẽ đến trên bạn trẻ đó. Nếu nói về nhan sắc, nếu nói về sắc đẹp, thì bạn trẻ đó có khả năng, có điều kiện để mà tự tin. Nhưng bây giờ những người mà bạn trẻ đó đang đối diện không phải là những con người chân chất, không phải là những con người bình dân, mà đám đông đó là những người gọi là siêu người mẫu, là những cái người hoa khôi, là những cái người hoa hậu, thì chắc chắn rằng cái vẻ tự tin của bạn trẻ đẹp đẽ đó nó sẽ không còn như trước nữa. Vậy thì tự tin nó là một cái trạng thái của con người. Người ta lấy cái khả năng của mình để so sánh với khả năng của người khác, và cho phép mình được tự tin tùy vào cái khả năng của mình so với những ngoại cảnh xung quanh. Như vậy một đời sống của cơ đốc nhân là đời sống không phải nhìn vào đời sống của mình. Đời sống cơ đốc nhân không phải là dựa vào năng lực của mình, không phải dựa vào những gì mình có, nhưng mà tin cậy vào những gì Đức Chúa Trời có. Đời sống của cơ đốc nhân là đời sống đức tin, không phải là tự tin. Tương tự như vậy, chúng ta xem câu chuyện ở trong Cựu Ước.
câu chuyện mà David đã chiến thắng Goliath. Nếu mà nói bây giờ tương quan lực lượng, David có thể tự tin được không khi mà đối diện với một người khổng lồ, một chuyên gia đánh trận, một con người cao lớn như thế, thì David, tâm trạng của David là gì? Lúc này tâm trạng của David là tự tin hay là đức tin? Còn ngược lại, đối với Goliath, Goliath đã xuất hiện và Goliath có một tâm trạng như thế nào? Ở trong cái bối cảnh câu chuyện đó, Goliath hoàn toàn tự tin. Goliath tự tin vào khả năng đánh trận của mình. Goliath tự tin vào sức lực vóc dáng của mình. Vì vậy cho nên Goliath đã nói với David rằng: ngươi tưởng ta là con chó hay sao mà ngươi đến đây? Hắn ta cho rằng David không thể nào có thể chiến thắng được cái sức mạnh mà anh ta có, bởi vì anh ta tin cậy vào những gì anh ta đang có. Ngược lại, một David nhỏ bé, David không có sự tự tin vào khả năng của mình. Bằng chứng là gì? Bằng chứng là David nói với Goliath rằng: ngươi cầm gươm cầm giáo mà đến, còn ta nhân danh Đức Giê-hô-va mà đến. Điều này David cho biết rằng David không đến bởi sức lực của mình, David không chiến đấu bởi năng lực của ông, nhưng mà David đến chiến đấu bởi năng lực của Đức Chúa Trời. Và sau đó David nói rằng: ngày hôm nay Đức Giê-hô-va sẽ phó ngươi cho chim trời, thân của ngươi sẽ làm phân ra ngoài đồng, bởi vì Đức Giê-hô-va là Chúa của chiến trận. Điều này David đã bày tỏ một đời sống đức tin. David không tự tin, vì vậy cho nên danh Chúa được nhắc đến, danh Chúa được David tin cậy trong lúc này. Cho nên David đã được Đức Chúa Trời sức dầu, và chỉ một cái chảnh ném đá, David đã hạ gục Goliath, kẻ tự tin ở trong đời này. Và tương tự như thế, ở trong Tân Ước có một câu chuyện ở trong Luca đoạn 18, từ câu số 9 trở đi đến câu số 14, nói về câu chuyện của một người thâu thuế và câu chuyện của một người Pharisee. Người Pharisee thì nói như thế này: người Pharisee đứng cầu nguyện thầm như vậy: lạy Đức Chúa Trời, tôi tạ ơn Ngài vì tôi không phải như người khác tham lam, bất nghĩa, gian dâm, cũng không phải như người thâu thuế này. Tôi kiêng ăn một tuần lễ hai lần và nộp một phần mười về mọi món lợi của tôi. Đấy, cái người này là cái người đang hết sức tự tin. Và nói theo một cách khác là người này đang cậy vào sự công bình của mình. Người này tự tin vào một cái đời sống công chính, tự tin vào những cái gì mà người này đã hành xử. Người này không nhìn thấy, không tin cậy vào ân điển của Đức Chúa Trời. Người này không tin cậy vào lòng thương xót của Đức Chúa Trời. Và người này lại tin cậy vào cái đời sống công chính của mình. Người này tin cậy vào những gì người này làm. Cho nên người này đã là một người sống mà không đẹp lòng Đức Chúa Trời. Ngược lại thì người thâu thuế lại nói rằng: người thâu thuế đứng xa xa, không dám ngước mắt lên trời, đấm ngực mà rằng: lạy Đức Chúa Trời, xin thương xót lấy tôi, vì tôi là kẻ có tội. Ta nói cùng các ngươi, người này trở về nhà mình được xưng công bình hơn người kia, vì ai tự nhắc mình lên sẽ phải hạ xuống, ai tự hạ mình xuống sẽ được nhắc lên. Vâng, và ở trong câu chuyện này, Chúa nói rằng cái người Pharisee là cái người tự nhắc mình lên. Tự nhắc mình lên cũng có nghĩa là người Pharisee là người tự tin, người Pharisee là một người cậy vào sự công bình của mình. Và tự tin sẽ là kẻ thù của đức tin. Ngược lại thì cái người thâu thuế lại hạ mình xuống, tin cậy vào ân điển của Đức Chúa Trời. Hạ mình xuống vì nhận biết rằng mình là kẻ có tội và tin rằng Chúa là đấng nhân từ. Ông nhìn vào ông không thể tự tin vào khả năng của mình. Ông không thể tự tin vào những cái phẩm chất tốt lành của mình. Tạ ơn Chúa, ông không tin vào cái phẩm chất tốt lành của mình, bởi vì ông không có cái phẩm chất đó. Nhưng mà ông lại tin vào lòng nhân từ của Chúa. Ông tin vào ân điển của Chúa. Ông tin vào sự thương xót của Chúa. Và người này, Chúa bảo rằng đây mới là người công chính. Tại sao vậy? Bởi vì lời của Chúa nói:
Người công bình thì sống bởi đức tin. Đạo của chúng ta là đạo của đức tin. Và trong Hebrew đoạn 11 câu số 6, Kinh Thánh nói rằng: và không có đức tin thì không có thể nào ở cho đẹp ý Ngài. Kẻ đến gần Đức Chúa Trời phải tin rằng có Đức Chúa Trời, và Ngài hay thưởng cho những kẻ tìm kiếm Ngài. Vì vậy cho nên tự tin là tự sát. Đối với Cơ Đốc nhân, tự tin là sự kiêu ngạo. Tự tin là loại bỏ Đức Chúa Trời ra khỏi cuộc đời của mình. Tự tin là căn cứ vào năng lực của mình và đang sống một đời sống công bình. Hỡi những người nào đang tự tin vào khả năng của mình, hãy cộng sự tự tin ấy vào trong đức tin đối với Đức Chúa Trời. Đó là kẻ thù thứ nhất của đức tin. Và kẻ thù thứ hai của đức tin mà tôi nói đến ở đây, đó là sự tự ti mặc cảm. Kính thưa hội thánh, tự ti mặc cảm nó cũng là kẻ thù của đức tin. Khi một người đang ở trong cái trạng thái của sự mặc cảm, một người đang ở trong sự trạng thái của sự tự ti, người ấy sẽ rất buồn, rất mặc cảm và không còn có thể có đức tin vào sự hiện diện của Chúa. Thậm chí người ấy còn chạy trốn khỏi sự hiện diện của Chúa. Thậm chí người ấy không thể tin vào những gì mà mình cầu nguyện, những gì mà mình đang sống cố gắng để đẹp lòng Chúa. Những điều đó Chúa không nhậm lời, bởi vì ở trong đời sống của người đó đã bị cái thế gian mờ tối gieo rắc vào trong người đó cái sự tự ti, cái sự mặc cảm. Và khi mà tự ti mặc cảm đến trên ai đó thì người đó không thể nào có một cái đức tin mạnh mẽ vào sự nhân từ, vào sự tha thứ, vào tình yêu của Thiên Chúa được. Và người đó không bao giờ mạnh mẽ trong đức tin được. Thường thường đời sống của chúng ta, nhất là đời sống của những bạn trẻ, ở đây tôi nói rằng bạn trẻ thì vướng vào nhiều hơn, nhưng mà không phải chỉ có bạn trẻ. Cuộc sống chung của Cơ Đốc nhân đó là có đôi lúc chúng ta phạm tội với Chúa. Ai rồi cũng có lúc chúng ta phạm tội với Chúa. Và khi mà chúng ta phạm tội với Chúa thì chúng ta cảm thấy chúng ta rất mặc cảm, chúng ta rất là tự ti, và chúng ta không muốn nhìn thấy sự vinh quang của Chúa nữa. Chúng ta không dám nhìn Chúa, chúng ta không dám đến gần Chúa. Thậm chí khi chúng ta mở lời ra cầu nguyện với Chúa thì chúng ta không còn đức tin để chúng ta tin rằng Chúa nghe lời cầu nguyện của chúng ta, Chúa đáp lời cầu nguyện của chúng ta. Chúng ta luôn luôn bị cái kẻ thù bên trong, đó là sự mặc cảm, đó là sự tự ti, nó ngăn cản đức tin của chúng ta, nó kéo chúng ta xuống một đời xuống thấp, và nó kéo chúng ta tụt dốc, mà chúng ta không có thể mạnh mẽ để chúng ta có thể chiến thắng được những nghịch cảnh trên đời sống của chúng ta. Vậy đây là kẻ thù của chúng ta, kẻ thù của đức tin. Thì chúng ta phải tỉnh thức khi chúng ta phạm tội, điều đó có thể. Cái điều quan trọng nhất là thái độ của chúng ta sau khi chúng ta phạm tội. Thì thái độ của chúng ta như thế nào? Chúng ta chỉ cần ăn năn một cách thành khẩn với Chúa. Chúng ta chỉ cần xin Chúa tha thứ cho chúng ta. Chúng ta chỉ cần xin Chúa hãy thêm sức cho chúng ta, để chúng ta có thể chiến thắng được cái tội lỗi, cái cạm bẫy, những cái sự cám dỗ trên đời sống của chúng ta. Và khi chúng ta đã ăn năn đủ rồi thì chúng ta mặc lấy được cái đức tin mạnh mẽ và sự nhân từ của Đức Chúa Trời. Chúa của chúng ta là đấng thành tín công bình, Ngài sẵn sàng tha thứ mọi tội lỗi của chúng ta. Đức Chúa Trời của chúng ta là Đức của Chúa Trời của sự nhân từ, Ngài không kể sự gian ác của chúng ta. Ngài không đãi với chúng ta theo sự vi phạm của chúng ta, nhưng mà Ngài đãi với chúng ta theo lòng nhân từ của Ngài. Chúng ta phải có đức tin vào sự nhân từ của Đức Chúa Trời. Chúng ta có đức tin vào sự tha thứ của Chúa. Chúng ta có đức tin vào sự thương xót của Đức Chúa Trời. Chúng ta có đức tin vào tình yêu vô bờ bến của Ngài. Cho dù chúng ta có phạm tội như thế nào, cho dù chúng ta có thấp kém đã làm sao, thì chúng ta cũng đừng để cho sự mặc cảm tự ti ấy nó che khuất sự hiện diện của Chúa trên cuộc đời của chúng ta. Bởi vì chúng ta biết rõ được rằng Chúa yêu chúng ta còn hơn cả cha mẹ chúng ta yêu chúng ta. Cho dù chúng ta có phạm tội như thế nào thì tất nhiên là Chúa không yêu tội lỗi của chúng ta, nhưng mà Chúa yêu chúng ta. Chúa chỉ cần chờ chúng ta ăn năn tội lỗi quay trở lại với Ngài thì ngay lập tức chúng ta mặc lấy uy quyền
để đến gần Chúa. Ngay lập tức cái địa vị làm con của chúng ta trở lại với chúng ta, và chúng ta ra lệnh cho linh của sự mặc cảm, ra lệnh cho linh của sự tự ti phải ra khỏi đời sống của chúng ta. Chúng ta hiên ngang đến trước Chúa và chúng ta đón nhận ơn thương xót của Chúa đến trên cuộc đời của chúng ta. Đừng để cho kẻ thù thứ hai là kẻ thù của sự mặc cảm, của sự tự ti tấn công chúng ta. Có những con người sinh ra ở trong thế giới này không được may mắn như người khác, không ở trong một cái gia đình giàu có, không ở trong một cái gia đình có học thức, không ở trong một cái gia đình có điều kiện sống tốt. Thậm chí có nhiều người nam, người nữ khi sinh ra thì lại không có một cái dáng vẻ bề ngoài tốt hơn so với những người khác. Đôi lúc người anh chị em bắt đầu mặc cảm, bắt đầu tự ti với những cái vóc dáng của mình, tự ti với cái sự khiếm khuyết của mình, tự ti với cái vẻ không được đẹp đẽ của mình. Đó là một sự lừa dối của ma quỷ. Chúng ta biết rằng Chúa nhìn chúng ta không phải Chúa nhìn cái bề ngoài của chúng ta, Chúa nhìn cái bên trong của chúng ta, Chúa nhìn thấy cái sự đẹp đẽ ở bên trong của chúng ta, chứ không phải nhìn cái bề ngoài của chúng ta. Con người thì nhìn bên ngoài, nhưng mà Đức Giê-hô-va thì nhìn thấy ở trong lòng của chúng ta. Cho dù chúng ta có một cái vóc dáng không được đẹp đẽ như người ngoài, nhưng mà chúng ta có một tâm hồn êm dịu, chúng ta có một tâm hồn đẹp đẽ. Đức Chúa Trời nhìn thấy tấm lòng, Đức Chúa Trời nhìn thấy đức tin của chúng ta, và Ngài có quyền để nâng chúng ta lên cao. Trong thế giới ngày hôm nay, người ta chỉ cần có tiền thôi, người ta vào thẩm mỹ viện, người ta có thể làm cho người ta cao lên, người ta có thể làm cho người ta ốm đi, người ta có thể làm cho người ta có một vóc dáng đẹp, có một khuôn mặt đẹp, có một cái nước da đẹp. Nhưng mà đó là cái sự đẹp đẽ hào nhoáng ở bên ngoài, nó không phải là cái sự đẹp đẽ từ bên trong. Vì vậy cho nên nếu các bạn không có được một cái hình dáng tốt lành nhất, nếu các bạn không có được một cái hình dáng mà các bạn mong muốn, thì các bạn hãy nhớ kỹ rằng Đức Chúa Trời không cần cái hình dáng đó. Dù các bạn có cái hình dáng đó chăng nữa, nhưng mà các bạn không có một trái tim, không có một tấm lòng đẹp đẽ, thì Đức Chúa Trời Ngài cũng không yêu các bạn. Vì vậy cho nên kẻ thù thứ hai của chúng ta đó là sự tự ti mặc cảm. Chúng ta nhân danh Chúa Giê-xu mà ra lệnh cho cái sự tự ti mặc cảm đi ra khỏi đời sống của chúng ta. Những khi chúng ta phạm tội cùng Chúa, hãy can đảm ăn năn nhận tội lỗi về với mình và xin Chúa tha thứ, xin Chúa giúp đỡ để chúng ta chiến thắng được cạm bẫy, chúng ta chiến thắng được sự cám dỗ. Nếu như chúng ta có một đời sống chưa được phải nói là toại nguyện lắm, chúng ta có một hình vóc, chúng ta có một cái điều kiện sống chưa được tốt, đừng bao giờ để cho sự mặc cảm tự ti đến trên đời sống của chúng ta, mà chúng ta hãy tin vào lòng nhân từ của Chúa, chúng ta tin vào con mắt của Đức Giê-hô-va luôn luôn dõi theo để tìm kiếm những con người có tâm hồn đẹp đẽ, những con người có cái trái tim đẹp đẽ. Như vậy thì chúng ta sẽ chiến thắng được kẻ thù thứ hai của chúng ta. Vâng, và kẻ thù thứ ba của đức tin đó là sợ hãi. Sợ hãi không đến từ Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời ban cho chúng ta thần linh của sự mạnh mẽ, dạn dĩ và can đảm. Nhưng ở trong cái xã hội của loài người có rất nhiều điều làm cho chúng ta bận tâm. Có rất nhiều bão tố, có rất nhiều kẻ thù, có rất nhiều những cái sự trái nghịch, có rất nhiều điều làm cho chúng ta cảm thấy bối rối. Và vượt qua cả điều đó đôi lúc làm cho chúng ta sợ hãi. Và khi mà một con người sợ hãi thì sẽ đánh mất đức tin. Chúng ta coi câu chuyện của Phi-e-rơ khi mà ông đi trên mặt nước, khi mà Chúa nói rằng hãy lại với ta, thì Phi-e-rơ có một đức tin rất mạnh mẽ. Khi ông thấy Chúa đi trên mặt nước, ông biết rằng nếu Chúa khứng, ông cũng có thể làm được điều đó. Ông tin. Lúc này ông tin vào khả năng của Chúa Giê-xu có thể làm cho ông. Ông nói rằng nếu phải thầy thì xin cho tôi đến đi trên mặt nước và đến với thầy. Chúa Giê-xu nói rằng hãy lại đây. Lúc này ông có một đức tin rất mạnh mẽ và ông đã bước xuống biển. Ông đã đi trên mặt nước, nhưng mà điều gì xảy ra khi mà Phi-e-rơ đến được gần với Chúa Giê-xu rồi? Thì ông nhìn qua, ông thấy gió. Và khi mà ông nhìn thấy gió thì một cái cảm giác của sự sợ hãi. Kinh nghiệm của những người đi biển, người ta rất sợ sóng và gió. Đó là hai cái điều làm cho người ta sợ hãi khi mà đi biển. Phi-e-rơ lại là một chuyên gia đi biển, cho nên khi mà sóng gió êm đềm thì ông có đức tin mạnh mẽ vào Chúa.
Nhưng khi sóng gió nổi lên thì ông không còn tập trú vào Chúa nữa. Ông tập trú vào sóng và gió. Và lúc này khi ông nhìn sóng và gió thì một cái sự quen thuộc đã đến, đó là sự sợ hãi. Sự sợ hãi bắt đầu xâm chiếm trong cái tư tưởng, trong cái tâm trí, trong cái suy nghĩ của Phi-e-rơ. Và cái sự sợ hãi làm cho Phi-e-rơ không tập trú vào Chúa, không có đức tin mạnh mẽ nữa. Và chính trong cái lúc mà ông sợ hãi đó thì Kinh Thánh cho chúng ta biết rằng Phi-e-rơ đã bị chìm xuống nước. Phép lạ không xảy ra, bởi vì khi mà ông sợ hãi, nó đồng nghĩa với việc ông đánh mất đức tin. Và điều này cho chúng ta biết được rằng sợ hãi chính là kẻ thù của đức tin. Từ một con người đang làm một phép lạ lớn lao, đang trở nên siêu nhiên, nhưng khi sự sợ hãi đến trên người ấy thì con người ấy trở nên một con người tầm thường và trở nên một con người tự nhiên. Và khi mà chúng ta sống ở trong cái xã hội của loài người, chúng ta là cơ đốc nhân, có rất nhiều điều bão tố trên cuộc đời của chúng ta. Chúng ta đừng bao giờ mà rời mắt khỏi Chúa. Khi chúng ta rời mắt khỏi Chúa, rời đức tin khỏi Chúa, thì chúng ta sẽ có những sự sợ hãi. Và khi sự sợ hãi đến, chúng ta sẽ mất đức tin. Và khi chúng ta mất đức tin thì phép lạ sẽ không xảy ra cho chúng ta, phép lạ sẽ không xảy ra cho gia đình của chúng ta, phép lạ sẽ không còn xảy ra trên hội thánh của Chúa, trên đất nước Việt Nam của chúng ta. Chúng ta liên hệ đến cái hiện thực bây giờ tại Thành phố Hồ Chí Minh và nhiều tỉnh thành khác nữa, chúng ta thấy thế nào? Xung quanh ở tại đây, trong Thành phố Hồ Chí Minh này, một cái không khí ảm đạm của dịch lệ bao trùm trên tất cả các quận huyện trên Thành phố Hồ Chí Minh. Ở nơi đâu cũng có thể có nguy cơ để có thể lây nhiễm. Cái kẻ thù không có hình dạng ấy, nó đang bao trùm trên tất cả những người dân trong Thành phố Hồ Chí Minh. Truyền thông thì lúc nào cũng nói đến mấy trăm người, mấy ngàn người bị nhiễm F1, F2 đi ở ngoài đường như thế nào. Những trung tâm gây ra dịch lệ và những cái thông tin đó làm cho đời sống của chúng ta bắt đầu bị chi phối. Chúng ta không còn tập trú vào Chúa nữa, mà chúng ta tập trú vào những cái biến cố đang xảy ra ở trong cái thế giới này. Nếu chúng ta tập trú quá nhiều vào những biến cố ở tại đây thì chúng ta sẽ đánh mất đi đức tin vào Chúa. Chúng ta không còn nhìn vào Chúa nữa, mà chúng ta nhìn vào những cái bối cảnh, chúng ta nhìn vào nghịch cảnh, chúng ta nhìn vào dịch Covid-19, chúng ta nhìn vào những cái hành động mà của thế giới này đang làm việc. Và chúng ta nhìn vào, chúng ta nhìn thấy những cái thông tin của những người đang bị nhiễm, những người đang bị chết, những người đang bị cách ly. Chúng ta để cho những cái điều đó xâm chiếm vào đời sống của chúng ta. Chắc chắn rằng chúng ta sẽ có những cái sự nhen nhúng của những cái sự sợ hãi len vào đời sống của chúng ta. Thì tôi kêu gọi các con cái Chúa trong lúc này, chúng ta hãy ra lệnh cho cái linh của sự sợ hãi đó phải đi ra khỏi đời sống của chúng ta. Đừng tập trú vào những bão tố đang xảy ra ở trong cái thế giới ngày hôm nay. Đừng tập trú, chúng ta không chối bỏ nó, nhưng chúng ta đừng tập trú vào nó, bởi vì nó gợi lên cho chúng ta những cái sự sợ hãi, nó gợi lên cho chúng ta những cái sự lo lắng bồn chồn. Và khi chúng ta sợ hãi, chúng ta lo lắng, thì chúng ta đã không còn tin cậy vào quyền tể trị của Chúa nữa. Chúa của chúng ta lớn hơn tất cả mọi nan đề. Chúa của chúng ta lớn hơn bất cứ một bão tố nào. Chỉ cần một lời phán của Ngài thôi, chỉ cần một mệnh lệnh của Ngài thôi, thì thiên sứ sẽ hành động và dịch lệ sẽ lùi ra khỏi đất nước Việt Nam của chúng ta. Chỉ cần mệnh lệnh của Chúa thôi, dịch lệ của ma quỷ này nó sẽ phải ra khỏi gia đình của chúng ta, nó phải ra khỏi người dân Việt Nam. Chúng ta hãy tập trú vào Chúa để cho đức tin của chúng ta luôn luôn được mạnh mẽ. Chúng ta có thể làm tất cả những phương cách ở trong đời này, đối với những cái thông điệp 5K, đối với những cái thông điệp về cái sự nghĩa là phải đi chích ngừa, chúng ta tin cậy vào vaccine. Nhưng điều quan trọng là chúng ta tin cậy vào Đức Chúa Trời của chúng ta, bởi vì Chúa là Chúa của chiến trận. Một người có thông điệp 5K, một người có chích vaccine, nhưng mà không có lòng tin cậy nơi Đức Chúa Trời, thì tôi tin chắc rằng nó không bằng một người
cũng có thông điệp 5K, cũng có chích vaccine, nhưng mà có một điều quan trọng hơn là người đấy đặt đức tin vào Đức Chúa Trời, thì chắc chắn rằng Đức Chúa Trời đẹp lòng bởi đức tin của người đó, và Đức Chúa Trời ngay sẽ ban lệnh cho thiên sứ để gìn giữ người đó, gìn giữ gia đình của người đó và gìn giữ cơ nghiệp của người đó khỏi sự tấn công của dịch lệ, khỏi sự tấn công của COVID-19, và người đó cũng luôn luôn được ở trong sự bình an. Đừng để cho sự sợ hãi xâm chiếm chúng ta. Sự sợ hãi là kẻ thù của đức tin. Sự lo lắng là kẻ thù của đức tin. Đừng lo gì, ăn gì, uống gì, mặc gì. Đừng phải lo. Tất nhiên chúng ta cần phải lo liệu. Nếu Chúa cho phép, chúng ta có thể chuẩn bị những cái thức ăn uống, nhưng chúng ta lo liệu, nhưng mà không cần phải lo lắng. Chúng ta không có gì phải sợ hãi, bởi vì Chúa luôn đang ở với chúng ta. Cho dù chúng ta như thế nào, chúng ta ở dưới bóng của đấng chí cao, thì dịch lệ cũng không đến gần chúng ta được. Chúng ta hãy đặt lòng tin cậy nơi Chúa, thì Thiên 91 vẫn sống động trên đời sống của chúng ta, và Chúa hành động. Vậy cho nên kẻ thù thứ ba của đức tin đó là sự sợ hãi. Hãy ra lệnh cho sự sợ hãi phải đi ra khỏi tất cả các con cái Chúa. Hãy ra lệnh cho sự sợ hãi phải đi ra khỏi đời sống của chúng ta. Chúa của chúng ta là Chúa của chiến trận. Chúa của chúng ta lớn hơn mọi kẻ trong thế gian này, và không có gì khó cho Đức Chúa Trời. Bởi vì Đức Chúa Trời của chúng ta là Đức Chúa Trời quyền năng. Đức Chúa Trời của chúng ta là Đức Chúa Trời chiến thắng mọi bão tố của cuộc đời. Kính thưa hội thánh, ba kẻ thù của chúng ta, thứ nhất đó là tự tin. Hãy đừng để cho sự tự tin xâm chiếm đời sống của chúng ta. Hãy bước đi trong sự khiêm nhường. Hãy đừng tin cậy vào năng lực của mình. Đừng tin cậy quá nhiều vào khả năng của chúng ta. Cũng đừng tin cậy vào sự công bình của chúng ta. Nhưng mà chúng ta hãy đặt lòng tin cậy vào quyền năng của Đức Chúa Trời. Chúng ta tin cậy vào ân điển lớn lao của Chúa. Chúng ta tin cậy vào lòng thương xót của Ngài. Chúng ta tin cậy vào lòng nhân từ, sự tha thứ của Chúa đến trên đời sống của chúng ta. Thứ hai, chúng ta đừng bao giờ để cho kẻ thù của đức tin, đó là sự tự ti mặc cảm đến trên đời sống của chúng ta. Có thể trong con mắt của loài người, chúng ta có thể không bằng họ, chúng ta có thể kém cỏi với họ, nhưng mà ở trong con mắt của Đức Chúa Trời, Chúa vẫn yêu chúng ta, và chúng ta đáng quý trước mặt Chúa, chúng ta đáng chuộng trước mặt Chúa. Bởi vì con người thì nhìn bên ngoài, nhưng mà Đức Giê-hô-va thì nhìn thấy ở trong lòng. Đừng để cho sự mặc cảm, tự ti xâm chiếm đời sống của chúng ta. Nếu các bạn có phạm tội với Chúa, nếu các bạn đã lỡ phạm tội với Chúa, thì đây là thông điệp cho các bạn. Các bạn không cần phải mặc cảm, không cần phải tự ti, bởi vì Chúa của chúng ta là đấng nhân từ, chậm giận, giàu lòng thương xót. Ngài đãi với chúng ta không phải theo sự vi phạm của chúng ta, nhưng mà Ngài đãi với chúng ta theo lòng nhân từ của Ngài, và sự nhân từ của Chúa còn đến đời đời. Hãy ra lệnh cho linh của sự mặc cảm, tự ti phải ra khỏi đời sống của chúng ta, để chúng ta đến với Chúa, ngước cao đầu đến với Ngài ơn phước của Chúa, để đón nhận những phước hạnh mà Chúa ban cho cuộc đời của chúng ta, để cho ma quỷ không thể lừa dối chúng ta được, để chúng ta không ra mắt Chúa với một tấm lòng ế oải, chúng ta không có chạy trốn Chúa, chúng ta không có ra mắt Chúa với một tấm lòng bị định tội, vì Chúa không định tội chúng ta khi mà chúng ta đã hạ mình ăn năn mọi tội lỗi. Vâng, và kẻ thù thứ ba của chúng ta đó là sự sợ hãi. Trong cuộc đời này có rất nhiều bão tố có thể tấn công trên đời sống của cơ đốc nhân. Có nhiều kẻ thù sẽ tấn công trên đời sống của chúng ta. Nhưng mà chúng ta khá biết rằng Chúa của chúng ta lớn hơn kẻ trong thế gian này. Những Chúa ở trong chúng ta, đứng ở cùng với chúng ta đông hơn là thế gian này, và không có gì Chúa không làm được. Hãy đặt lòng tin cậy nơi Chúa, đừng sợ hãi những dịch lệ, đừng sợ hãi nó. Nếu Chúa cho phép nó xảy ra trên đời sống của chúng ta, thì Chúa cũng có quyền để giải cứu chúng ta ra khỏi bệnh tật. Và nếu Chúa có cho phép chúng ta trở về với Chúa, thì chúng ta cũng về với thiên đàng, sống một đời sống mới ở trong tay của Chúa. Không có gì phải sợ hãi, đừng lo phải ăn gì, uống gì, mặc gì. Cũng đừng lo rằng dịch lệ sẽ tấn công trên đời sống của chúng ta. Hãy tập chú vào Chúa. Chúa sẽ ban thiên sứ của Ngài gìn giữ bảo vệ chúng ta. Bởi vì Chúa nói rằng nếu chúng ta có đức tin thì mọi sự đều được cho kẻ tin. Và khi chúng ta tin thì chúng ta sẽ thấy sự vinh hiển của Đức Chúa Trời. Và Ngài hãy thưởng cho những kẻ tìm kiếm, tin cậy nơi Chúa của chúng ta. Xin Chúa ban phước trên hội thánh của Ngài. Amen.